Đây anh em mà con ơi, em chia sẻ thuốc anh em mà con nghe. Tại vì vừa gấp quá anh em mà con ơi. Tranh thủ nắng để xịt được cái cử là sạc nè. Giờ mới qua lúa nha. Đây là cái miếng ca sết nè, đại nghĩa này anh em mà con nha. Đó, nha, ngay cây me nè. Cái xài nè, nghe anh em mà con. Đó, cái xài nè, cây me nè. Đây cái xuồng này nè anh em mà con. Rồi em chia sẻ thuốc anh em mà con nghe. Đây, cái xuồng có hai cái cây hai bên đó. Cái xuồng này hai cánh đó. Nên em xịt mình em anh em con ơi. Em đứng mình em xịt à. Đó, bởi vì khi mà em quay em cầm em quay em được. Anh em nhớ xem hết video nha. Rồi qua cái miếng qua cái miếng da phát, cái miếng chuồng heo á, em sẽ chia sẻ thuốc bên đó em xịt gì luôn nha em con nha. Đây. Đây là cái miếng miếng ca sết đầy nghĩa này em con nha. Đây. Đó. Nha. Đây nha. Bây giờ em chia sẻ thuốc anh em coi. Đây đồ nghề em chuẩn bị nè. Cái xô múc nước nè, xăng nè. Nha. Đây thuốc đây, vi khuẩn nghe nè con, cái này cho 10 công nghe nè mà con. Đây đây nha, vi khuẩn. Cái cử này em không có xịt đồ ôn nghe nè mà con, tại nó không có đồ ôn nên em không xịt đồ ôn luôn đó nha. Đây nha, đó sum mô vi lượng nè, đó nha. Còn đây anh em con ơi, chủ yếu đây là đồ chủ yếu này nữa nè, đây hợp chất này nè anh em con. Mà anh em điều đặc biệt nha anh em con, cái vụ này cái thứ này anh em nên xài những cái dòng đặc trị nha anh em con ha. Cái dòng đặc trị á, đặc trị lem lép là đặc trị vi khuẩn nè ha. Đây đó, đây mình cứ dép. Đây. Nghe nè con. Đây chủ yếu này nè nghe nè con, nó nhiêu đấy nè con, một loại nè, hai loại nè, nha, ba loại nè, bốn loại nè, nha, năm loại, đây, nhận vé nghe nè con. Đó, đây nè em chuẩn bị đầy đủ nè em nè, đây nha, cứ ăn nha em con. Nó cái me nè, xoài nè, đây nha. Rồi bây giờ em xịt anh em con ơi. Rồi anh em nhớ xem hết video qua miếng kia em xịt gì em chia sẻ anh em con luôn. Chủ yếu dòng vi khuẩn nè anh em con nha. Cái này có ba hợp chất nha anh em con. Rồi. Rồi chào anh em bà con mình đã đến đường lúa miền Tây anh em bà con ơi. Thì hôm nay là em xịt cái cử lo lẹ chỗ hay là còn loại lỗ chỗ là sạc anh em nha. Thì em xịt cái miếng ca sết nè, bây giờ em mới kéo về nè anh em bây giờ em quay nha. Đây đó, xịt xong bây giờ em kéo về nha anh em con nha. Cái vàng của em đó thì em kéo cho anh em xem nha. Đó. Đó, ở đây nè anh em con, miếng ca sết ngay chỗ cây me với cây xài đàng hoàng nha anh em con, bỏ gần nha. Đó, anh em thấy không, thì em thu gần lại cho anh em coi nha, để cho anh em con mình thấy nha. Đây nha, đó ngay cây me cây xài nè đó nha anh em con. Đó thì em chia sẻ anh em con trên cái thực tế em làm sao, em xịt sao, chia sẻ gì anh em coi. Đó thì anh em nhớ bấm vào từ cái kênh và anh em cố gắng xem hết video dùm em nghe, rồi em qua miếng chuồng heo em sẽ chia sẻ anh em nữa nha. Em xịt gì bên đó nữa nghe anh em con đó, để anh em mình sau này anh em mình đánh giá. Nó em xịt bình thường, em nói em làm sao em chia sẻ anh em con gì. Đây là lúa ca sết này, miếng ca sết này em con, nó chỗ một hạt bông nhỏ nó đây nè ha. Mà bên đây nó son hơn anh em con, cái lúa nó son ha. Đó. Mà cái lúa nó lá cũng vậy nghe anh em con ha. Đó ha. Đó em phun cái nó dính nè, nó dính lên màn cây chất xanh nè, anh thấy không, nó như một lớp vậy nè. Đó nó bảo vệ cái lá mình thấy không. Đó màn cây chất cây sumo á. Đó nãy em có chia sẻ em có chia sẻ mà em mới chia sẻ thuốc cho anh em xem á anh em con, anh em cố gắng xem hết video em chia sẻ thuốc luôn á nha. Thì hoặc chắc nó sao luôn đó, anh em nhìn như đó rồi anh em so sánh nha.
đó, rồi sau anh em cứ đăng ký kênh đi rồi em sẽ chia sẻ anh em luôn nha. Tại vì khi đi khó nói chuyện anh em ơi, đó cái dàn xịt đó nha, em đứng em xịt lên nè, cái này em xịt lên em kéo anh em coi nè, anh em coi xem kéo nè, em kéo đi nè, anh em thấy không đó. Đây cái miếng này chuồng heo, ô cái miếng ngay ngay chỗ cái me và cái xài đàng hoàng nghe anh em coi rõ ràng nha. Em thì em chia sẻ anh em một con mình trên cái thực tế làm sao em chia sẻ gì, em phun sao em chia sẻ anh em một con gì, tại vì mấy cái cử quan trọng nên em cố gắng em quay thuốc cho anh em xem á anh em con nha. Cái quay em pha còn trên đất là có người em tiếp á, nên em sẽ cử nào em cũng quay cho anh em bà con xem hết, tại dưới đây em làm mình á anh em con nha. Đây là Tân Hiệp nha, nó lo le chỗ đó anh em con nha. Như hôm qua em có chia sẻ anh em nó lo le chỗ là như thế nào á anh em con đó. Đây anh em xem nè, đó ha, cái lúa nè đó đó ha, anh thấy không, cái lúa nó cứng nè. Bởi vì vậy khi anh em cứ lên cái kênh đi rồi vài bữa nếu mà nó có mưa, nó có mưa em rửa như nào em cũng quay cho anh em xong bà con mình xem luôn nha. Và anh em nhớ xem hết video và bấm vào từ đường cái kênh mình xem hết hết vụ anh em thử coi sao lúa em sao anh em không nha, xem coi nó có lép không anh em không nha. Đó thì em làm sao em chia sẻ anh em mà con trên cái thực tế là vậy anh em con ha. Nó chỗ một hai cộng anh em lôi vô chuẩn bị mưa nữa rồi anh em ha, tranh thủ nắng giờ nào em phun giờ đó anh em con đó. Thì bây giờ gì nếu mà trời ổn ổn là em phun bên bên cái miếng chuồng heo luôn, rồi em quay thuốc em chia sẻ anh luôn. Còn cái miếng anh em nhớ cái miếng cái chuối không, chuối cái vườn ngã không, là cái miếng đó em vẫn đang thử thuốc anh em con, nên từ đầu vụ giờ em có quay cho anh em con xem ha. Đó, cái miếng em thử tiếp thì nhiều anh em kêu em thử vết mắt đó. Thì đợt này em xịt bên đó em thử bên đó đó anh em con ha. Rồi có kết quả nó sao nghe anh em con, rồi em sẽ chia sẻ anh em trên đồng đất, rồi em làm em chia sẻ cho anh luôn anh em con ha. Đó thì em làm chia sẻ anh em mà con thực tế thì em xịt rồi, mình thứ nhất là về cái anh em nhớ cái điều mà mình xịt cái cử này á, là cái cử là xịt bắt từ đây tới cuối vụ toàn là thuốc đặc trị nghe anh em con, đừng nên xài phổ rộng nghe. Nha, cái mùa mưa này đừng anh em đừng có nên xài phổ rộng nghe anh em con, cứ xài đặc trị cho em đi, đừng có xài phổ rộng ha. Nó ví dụ đặc trị là ví dụ như đặc trị lên lớp hạt là đặc trị lên lớp hạt, đặc trị vi khuẩn là đặc trị vi khuẩn, đặc trị đậu ôn là đặc trị đậu ôn, đặc trị nhân vé là đặc trị nhân vé. Mà cái này em cái miếng này em không xịt đậu ôn nghe anh em con, tại cái miếng này nó không có, để cái cử mình rửa nếu mà mưa cái mình rửa mình cộng đậu ôn với vi khuẩn mình xịt luôn nha. Thì anh em nhớ nhà hai dòng vi khuẩn em chia sẻ anh em á là mình thay phiên nhau mình xịt anh em con ơi. Còn anh em mà muốn xịt ấy thì anh em cộng hai thằng lại luôn, nếu mà tình hình mà mưa nhiều quá anh em cứ cộng hai thằng lại. Còn cái chuyện em làm á anh em con ơi, em làm là em quay em xịt khi nào là quay khi đó. Có khi mà em nói thiệt nếu mà anh em không tin á, anh em người nào mà xịt thì cái cử lẹt xẹt mà mưa từ lúc mà chỗ mà tới từ lúc lẹt xẹt mà tới chỗ điều mà không xịt cửa nào mà gặp ngay mưa mà lúa mà không lép anh em cứ chửi em nói thật, em cho thuốc hay cái nào hay á, vi khuẩn hay cái nào hay á, mà nếu mà chỗ lẹt xẹt từ chỗ lẹt xẹt mà tới chỗ điều mà không xịt ở giữa cái cử giữa một cái cử nữa, cái cử giữa một cử nữa không lép đá em nè. Chứ nghe nói cái thuốc nào hay chứ, hay mà không rửa cũng lép à, thuốc hay cái nào hay cũng phải lép nha, không có thuốc nào hay chứ. Em nói thật sự hay là có hay nhưng mà nó không có thể nào mà khi mà mưa gió mà anh em từ cái cử là sạc mà anh em để tới chỗ điều luôn rồi anh em mới xịt thì mưa với gió liên tục thì anh em không có đường nào mà anh em chạy khỏi lép chứ, lép mà lép dữ nữa nó. Còn ai giỏi em không biết, em là em làm sao em chia sẻ gì anh em coi. Em xịt nếu mà mưa em rửa, cái này là em nói thật sự, 3 ngày sau mưa nếu mà xịt cái này mà 3 ngày sau là ngày thứ tư em rửa đó. Nếu mà ví dụ từ ngày thứ ba mà nó mưa nha, cái này nó mưa rồi tôi nếu mà xịt bữa nay tối mưa ngày mai mưa ngày mốt mưa là em sẽ rửa nghe anh em con. Nếu mà mưa 3 ngày liên tục ngày thứ tư là em bắt buộc em phải rửa, dù 2 ngày rồi ngày thứ ba nó mưa em vẫn rửa. Em nói thật chứ anh em, em rửa với vi khuẩn không à, tại cử này em không cộng đồ ôm, nếu mà có trình hình mà có mưa thì em cộng đồ ôm với vi khuẩn em xịt không à ha. Đó là những gì em chia sẻ anh em con, rồi anh em cứ đăng ký kênh đi rồi em sẽ chia sẻ em sẽ khi nào em phun rửa em sẽ quay cho anh em xem luôn nha, phun rửa như thế nào nghe anh em con. Nếu mà nó mưa nha, nếu mà mưa và gió mạnh
Em nói thiệt anh em bỏ cửa giữa đó là em bảo đảm anh em thuốc hay cái nào hay lép cũng lép. Em nói thật sự vậy luôn, vi khuẩn là nó không lưu dẫn lâu được, nó chừng 3 đến 4 ngày nếu gặp mưa. Mà em sử dụng hoặc chắc man của Z em đưa vô nè anh em con, nó để cho nó bám nè, đây thấy không, bám trắng vậy nè, em thấy trắng nó chưa, trắng lá luôn, thấy không, nó để cho nó bám vậy mà còn còn chưa ăn thua nữa đó, mà bỏ từ cái cửa lẹt xẹt mà tới tới chỗ điều xịt nếu mà mưa liên tục. Anh em cố gắng lên em ơi, tại vì khi mà em chia sẻ anh em á, từ cái đầu vụ tới cuối vụ á, là đầu vụ em nói chừng nào có bệnh hả cộng vô, anh em cứ tiết tiền từ đầu vụ rồi xong mới cử ở sau này á, anh em đừng có tiếc, nó muốn trúng mà anh em, nhiều anh em không phải hay mà tại vì khi mình xuống giống sớm nó chỗ ngay nắng không có gió thì nó trúng, còn khi mà cái tình hình mà chỗ mà ngay mưa này nè, thằng nào giỏi nào dở mới hay nè, chứ mình xả xuống mình ngay nắng hay mưa thì mình nói không có được, tại vì ngay nắng thì mình không nói được, ngay nắng thì cái số người ta xả xuống người ta hên ngay nắng, còn ngay mưa em mới la trời không cái chứ đó, mà giỏi gì giỏi thay dở là ngay chỗ mà trời mưa này nè, chỗ mà ngay mưa người nào giỏi hơn cái người kế bên á, nghe anh em mà con. Còn chuyện em làm á là em chia sẻ anh em mà con, trên thực tế em làm sao em chia sẻ gì đó, em kéo con tới nhà này nè. Rồi em chào anh em con nghe, bây giờ em qua bên cái miếng chuồng heo, em sẽ chia sẻ anh em thuốc bệnh, em xịt bệnh cái gì luôn nghe anh con đó. Còn cái hợp chất thì em có quay kỹ lắm rồi đó, nên em xem kỹ lại gì giùm em cái video nha, video em pha thuốc á, của em chia sẻ thuốc á nghe, tại vì em làm mình em nên em pha thuốc, em không cầm điện thoại em pha được, nhưng mà em tới chỗ tới góc bên cạnh rồi em kêu chia sẻ thuốc cho anh em xem nha. Xịt nè, xịt xong nè, xịt xong em kéo gì nè em con, nó trắng không, nó trắng lá luôn. Nó cái này em xịt hàng man của Z của Sumo nghe, là gọi là Sumo xanh lá nghe nè bro, nó rồi vi khuẩn cũng của Sumo luôn nha, nó rồi tới nơi nè em con nha, tới chỗ rồi, bây giờ em xin ngưng nghe nè em con nha. Rồi em chào anh em con, mình đã đến gần lúa mình tây anh em con ơi, thì hôm nay là đây mưa không anh em con, đó là xịt là sẹt mà xịt chưa được nữa em con, bữa nay cố gắng mà thấy tạnh mưa là em xịt luôn nha, nói chung là thấy là có hững hững lắng là xịt nha anh em con. Nó bây giờ nói chung là hiện tại giờ mưa liên tục mà kiểu này chắc của em chắc chỗ cũng ngày mưa anh em con ơi, thì bây giờ em quay lúa của em chia sẻ thuốc anh em xịt cái cửa là sẹt như thế nào nghe anh con, và quá trình em làm nha, em nói cho anh em cho con xem luôn nha. Đây cái miếng chuồng heo nè anh em con nha, nó thì cái khúc trước rồi, khúc đầu là em xịt bên cái thằng ca miếng ca sết rồi anh em con, thì bây giờ chuyển máy qua đây, bây giờ bắt đầu xịt bên đây nha anh em con nha, đây nó còn xương nè anh em con nha, nó bây giờ chờ lắc đác một cái cộng rồi đó, đó anh em con nha, đó để em đi khúc cho anh em con mình xem luôn nha. Nó cái dàn lúa em cắt giữ nghe em rất lực nghe anh em con, cả miếng ca sết cũng vậy luôn nha, cái miếng nào ở đây cũng vậy, anh em xuống thăm có nhiều anh em xuống đi chơi thăm á, thì nhìn là nói chung là nhìn thì nói chung là mình nói thì mình nổ không có đâu anh em con, em làm cho anh em còn trên cái thực tế nha, anh em cứ lên cái kênh thì xem thử coi cái tỷ lệ hạt lép của vùng lúa miền Tây nó như nào nghe anh con. Em nói thiệt bảo đảm anh em, một bông của em nó lép chừng 5-7 hộp chứ dù chỗ ngay mưa nghe anh em con, chỉ có hửng nắng lên là lụm, có hửng nắng lên nè, nó phơi màu chừng mỗi ngày nó phơi màu chừng được nửa tiếng cũng được nha, mà sợ nó mưa liên tục thì mình quản lý chứ em lép hạt như nào anh em con ơi. Anh em cố gắng, nếu đã chăm sóc tới đây rồi áp dụng theo kênh ruộng lúa miền Tây rồi đó, thì cái tỷ lệ mà nếu mà cháy bị lá là nói chung là nó không luôn đó, chủ yếu là anh em quản lý như lem lép hạt, lép đen, lép vàng nha. Đặc biệt là em nói với anh em là cái nhện dế nha anh em bà con, còn anh em nào mà xịt nhện dế yếu em nó bảo đảm anh không lép đá em nè. Còn nếu mà ai làm YouTube nha, kể cả những người làm YouTube luôn, em bảo đảm mà nếu dám quay thực tế giống em thua gì thua, mình dám đi luôn á, em muốn em đi, nếu mà ở chỗ gộ xong hết nó cong xuống em đi hết ruộng cho anh em xem, em coi mình xem rồi xong rồi em lên hồ đất em xạ rồi em nấu về quá trình ngâm giống của em nữa, cái bài mới đó nghe em con, ngâm giống vô gà gãy cực mạnh luôn nha, mà nó cũng rẻ tiền chứ không có mắc, anh vừa gà gãy là gà gãy sớm luôn á, nó gà mà gà lông hút sớm nhất luôn á, chứ không phải là gà cái gãy một cái gãy dài mà đi chạy thẳng xuống đâu, mà nó gà lông hút luôn
nó là ra sớm nhất luôn, chừng 4-5 ngày là em nhổ cái lúa lên nó thấy gửi luôn khúc lừ hơn á. Nói chung là em cũng vụ nào em cũng có miếng thử thuốc riêng anh em coi một cách làm riêng nữa, nó để kiếm ra được cái giải pháp nào nó hay nhất để chia sẻ với con mình ha. Đó thì anh em nhìn cái dàn lúa em nó dày cực kỳ, cái miếng này dày dữ lắm anh em coi, lúc bị mưa là nó xấu thiệt, nhưng mà khi mà mình chăm chăm cho tới đẻ kinh đầu khiển bây giờ nó rất dày nha. Đó, bữa nay nó chỗ hết nè anh con, xịt hôm qua là vừa đó, mà hôm qua mắc đi họp rồi bữa nay mới tranh thủ xịt nè anh con. Thì anh em nhớ xem hết video giùm em, mà điều cái đặc biệt là em nhắc lại cái vụ này nữa anh em con, cái vụ này với cái vụ thu đông cỡ nào cũng phải nhịn xịt nhịn vé giùm em nghe anh em con nha. Anh em cố gắng xịt nhịn vé giùm em anh em con, tiếc tiền đừng có tiếc cái gì, mà tiếc cái nhịn vé là anh em nhìn cái bông lúa anh em lép nhìn thảm lắm. Cái dàn lúa anh em đẹp cỡ nào đẹp, nhưng mà khi mà cái cử này cử lẹt xẹt từ đây tới lẹt xẹt mà nó vô bắp hết, nó vô vô gạo ở đầu bông hết, thì tới đó lúc đó mình mới khỏe được nha anh em con. Còn từ giai đoạn là sạt là tới vô tới đó đó là khó khăn lắm, nếu mà trường hợp mưa mưa dầm nghe anh em con, mưa dầm nha, thì anh em cứ lên cái kênh rồi xem thử rồi cái lúa em như thế nào luôn nghe anh em con. Em làm chia sẻ anh em bà con trên thực tế của gà, miếng nào ra miếng đó nghe anh em con. Cái miếng ca sết đó là cái miếng hai vàng đó ngay chỗ cây me đó anh em con, à, mới xịt hôm qua đó, thì em dồn lại nó thành một cái video luôn để em chia sẻ anh em bà con mình cho nó tiện nha. Thì hôm qua em xịt bên đó, bữa nay em xịt bên đây, thì bên đó em xịt thuốc khác nghe anh em con, bên đây em xịt thuốc khác, nhưng mà tới cửa sau thì bên đó xịt thuốc bên đây lại, mà bên bên kia lem thuốc bên kia xịt bên đây lại nha, nó thay vậy đó. Cũng như là, nhưng mà cái điều đặc biệt ở ở ở cái vụ hè thu này nè anh con, vụ thu đông sắp tới đó. Anh em có xuống giống đó, anh em cố gắng từ cái thời điểm lẹt xẹt tới tới mà tới khi mà đổ đuôi luôn, xài thuốc là thuốc đặc trị, không nên xài phổ rộng. Anh em xài phổ rộng xài cái vụ hè thu ở đông xuân thì ngon, nhưng mà xài ở cái vụ hè thu và thu đông này là mưa lượng mưa cao, anh em nên xài đặc trị nha anh em con nha. Rồi với cái thứ hai là em nói về cái chỗ mà giai đoạn mà tại sao mà cái lá của em nó bự mà nó đứng không, mưa cái nào mưa, sương sáng sương cái nào sương, không bao giờ nằm, là cái cử 50 mấy ngày em có nói với anh em á, anh em xịt nó cộng với móc bít nha anh em con. Và em đánh giá mạnh nhất là cái dòng mà thằng hai kin á, cái thằng hai kin đó nha. Mà nếu mà lúa anh em bị vàng lá chín sớm, anh cộng hai kin với men cô vô, anh xịt một cái em bảo đảm anh lúa anh xanh xịt luôn, xanh mà lá lúa dày chứ không phải xanh mà lá mỏng nha anh em con ha. Đó còn cái cử mà 50 mấy ngày anh em cố gắng cộng nó vô cái anh em con, tuy là khi mình xịt xuống qua ngày sau nó sẽ xấu hơn lúa người ta liền, 2 ngày sau anh em nhìn thấy xấu hơn người ta lắm, nhưng trong vòng 6 ngày sau khi cái lá đài nó lên rồi, anh em nhìn cái lá đài nó bự mà nó dày cộm luôn đó. Đó là cái gì mà ruộng lúa miền Tây muốn trao đổi và chia sẻ cùng bà con mình đó. Còn có em chia sẻ cách mà mình phun ôm bắp và cách quản lý bệnh ở cái cử này rồi đó. Bây giờ em chủ yếu là vô chia sẻ thuốc cho anh em xem, rồi em xịt rồi tới khi mà anh em cứ lên cái kênh, rồi tới mà khi mà em mà mưa liên tục em sẽ rửa nghe anh em con, em rửa mà em rửa như thế nào thì anh em cố gắng lên cái kênh rồi em chia sẻ anh em tiếp tục nha. Và ngày mai ngày mốt gì đó em khi em ra video rồi đó, em sẽ chia sẻ anh em nhìn, để nhìn giai đoạn này nè, giai đoạn là sẹt này nè, anh em nhìn lúa là anh em biết lép không lép luôn, nhìn dàn lúa mình biết lép không lép luôn đó. Em nói thiệt với anh em gì đó, tới mình làm ruộng kiết rồi tới mà đi thăm ruộng em nói thiệt, đi thăm cái bờ này muốn banh luôn đó. Mà tại vì khi bắt đầu tới cái cử đặc sạc này em đi dữ lắm anh em còn, em đi em coi từ cái bông lúa, từ cái bẻ lúa luôn đó, coi từ cái bẻ lúa thử cái bông mình vừa nhú lên đó. Mà anh em để ý, anh em mình coi cái bẻ lúa mình đó, là mà cái bẻ mình đó, cái bẻ mà cưới cái bông đầu tiên đó, là cái lá đài đó, coi cái bẻ đó đó nó có chuyển sang cái màu gì không nghe nè mày con nha. Rồi lúc đó là ngày chắc vài bữa nữa em sẽ chia sẻ anh em để mình xác định và mình cách mình để nhận biết nó tỷ lệ nó lép hay là không lép, là mình xịt cái giai đoạn này nè nó để xịt như thế nào nghe nè mày con. Thì nhiều anh em đang chuẩn bị xuống giống thì em cũng đang chuẩn bị xuống giống ở Hòn Đất anh em coi nha. Nói chung khi em xuống giống ở Hòn Đất là em không có thời gian luôn. Em nói nhiều anh em đây ở đây cũng có xuống thăm đó anh em con nha, xuống thăm ở Cần Thơ, An Giang rồi cũng có xuống, rồi Đắk Lắk luôn nha, xuống coi thử cái ruộng của ruộng lúa miền Tây có phải thật sự trên cái thực tế không nha. Đó thì anh em cứ xuống thăm thì ngay chỗ cái chuồng heo đó, cái miếng đó là hai miếng này là lúc nào em cũng chia sẻ anh em bà con trên từ đầu vụ tới cuối vụ nghe anh em con.
Đó, em không phải nói nhiều anh em con ơi, khi mình nói là muốn chia sẻ anh em mà con hết mình luôn đó. Ở cái vụ hè thu này để đạt được anh thì anh em cứ đăng ký kênh đi xem thử cái tỷ lệ hạt lép của vùng nước miền Tây đạt không nghe anh em không. Em nói đạt nó lép chừng là ít nhất cũng nhiều lắm là chục bảy đến 10 hộp. Mà cái bông em nó gần gần tới 200 hộp đó anh em con. Đó, em nói thật cái bông á. Mà tỷ lệ vô gạo anh em xem vài bữa anh em xem nó vô mạnh cực kỳ mạnh nha. Nó vô gạo mà anh nhìn thấy đã lắm. Ha. Đó. Thì em sẽ chia sẻ từ từ cái video một và cách xác định để mình làm để cho cái lúa mình đạt được năng suất cao nhất anh em con. Nói chung mình nói trên lý thuyết thì nó hơi bị khế, nhưng mà khi mình làm á, mình chỉ từ cái á, thì nó rất dễ anh em con nha. Khi nó bệnh tới đâu mình chỉ cho đó, thì bệnh tới đâu mình chỉ cho đó thì nó dễ xác định hơn nha. Tại lúa này chưa bị ấy, chưa bị bệnh, vài bữa nữa em coi 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 khi nó chỗ ra đó thì mình dễ thấy cái độ cái mình nó chỗ ra là em nhìn biết cái bông nó không, dù nó sáng hới luôn á nhưng mà mình biết nó sẽ lép như thế nào luôn. Em sẽ chỉ anh em mà con luôn nha. Đó rồi sau đó em sẽ chỉ cách quản lý nó như thế nào nghe anh em con nha. Rồi em chào anh em mà con, chúc anh em mà con sức khỏe nha. Rồi anh em nhớ xem hết video giùm em đây anh em mà con ơi, đây là miếng chuồng heo này anh em mà con. Đó. À anh em bà con bữa nay chuẩn bị xịt, chuẩn bị dàn xịt cái cử cử lo le chỗ hay là còn gọi là chỗ lẹt sạc anh em con, và cái miếng này em xịt thuốc khác nha anh em con. Thì nói chung là em thay phiên nhau xịt nha, thay giữa dòng này với dòng kia để mình thay đổi để mình xịt đó anh em con, ví dụ mưa này á. Nhưng mà anh em cái điều đặc biệt là mình phải sử dụng cái thuốc đặc trị nha anh em con. Đây đây thuốc em chuẩn bị nè anh em con, chuẩn bị mấy sẵn là chừng nào mà khô xương mà có nắng là xịt, mấy ngày nay mưa không anh em con à nha. Thì em muốn chia sẻ thuốc anh em con đây. Đây đậu ôm ha, đậu ôm nè đó nghe anh em con đó. Rồi phi pha tớp nha, nếu mà 10 công là ba chai này nha anh em con nha, ba chai này nha anh em con nha. Đây 10 công ba chai này nha, thì liều lượng anh em con và pha là 20 cc bình 25 lít nước nha. Nếu mà mình ba chai này mình mới vừa nha em con, ví dụ mưa này nha, ba chai này cho 10 công 1.296 m² nha em con nha. Cái này cũng vậy anh em con ha. Cái thằng này cũng vậy nha nha, mấy cử này mấy cử quan trọng nên anh em mình xịt, cố gắng xịt tăng liều một chút nha. Đây đó, còn đây điều đặc biệt đây nè, cái thằng này mới đặc biệt nè em con, cái vụ này là cái này mới đặc biệt nè nha. Đây nha, nói với cái thằng mà hộ cái miếng KCS em có chia sẻ đó, là cái thằng nhận vé đó mình thay phiên nhau xịt. Thì cái cử trước em có xịt cái miếng này, cái thằng nhận vé đó rồi cử này em lại sẽ quay ngược cái thằng Kinalut nha, nghe nè mà con đó nha. Cái vụ hè thu này cái này nó rất đặc biệt nha em con, đặc biệt luôn á nha, cái này là đặc biệt nha. Chứ cái thằng nhận vé hôm qua em chia sẻ anh em đó là cái thằng nhận vé thằng siêu nhện vé đó, siêu nhện đó. Nó mấy thằng đó mà cái mấy thằng nhện năm nay là cái là đặc biệt nha anh em con. Đây Biokin nha, này 15 18 gram nha anh em con. Em thì em thích thầy gối nhỏ anh em con nha. Gối nhỏ. Cái nhỏ thì một công gì đó. Rồi hai gối này nha anh em con. Nha. Một công gối hai. Thì gối này em mua là 16 ngàn anh em con nha. 16 ngàn. Đây em đổ vô keo để làm cho nhanh anh em, ra mùa mưa mà nè mình cắt ra mình để vô keo sẵn vậy nè anh em con nha. Đây cắt ra để sẵn vậy nè, để vô hộp sẵn vậy nè, xong mình đổ vô chứ mình cắt lâu lắm nha, nha anh em con. Nó có nhiêu đó anh em con, tổng cộng 4 loại ha. Thứ nhất là phi pha tớp nè nha, full size nè nha, đó bio nè nha, đó đây nha, đó nhiều đó anh em con nha, 4 loại nha anh em con. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh rồi để em khi nào em gửi em quay tiếp cho anh em xem nha. Thì chút em xịt đó em cũng gắng quay cho anh em xem chút nha anh em con. Khi mà em xịt đó nó tại mùa mưa này cầm điện thoại theo nó hư anh em con, nhưng mà em cũng chia sẻ anh em thuốc đây, chuẩn bị máy cỏ gà nha, miếng này chuồng heo đồng hoàng hay cái dừa đó, đó cái bình này nè anh em con, cái bình này để em xịt cái miếng xịt cặp bờ nè, thì bữa xịt này xong em đi cặp bờ em xịt lần nữa, mình dán lần nữa, quẩy bình đó, nha, đó.
đó anh em mà coi nha.